Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quản lý Trường Giang có động thái gây chú ý sau khi Trấn Thành công khai sao kê tiền từ thiện. Anh trai Trường Giang đăng tải bài viết thể hiện sự ủng hộ với người em thân thiết, đồng thời khẳng định Trấn Thành không thiếu 50 tỷ. Mới đây, anh trai kiêm quản lý của Trường Giang chia sẻ bài đăng sao kê của Trấn Thành kèm dòng viết "Tôi tin Trấn Thành". Đáng chú ý bên dưới phần bình luận, cư dân mạng hỏi về chuyện 50 tỷ đồng của một khán giả hứa sẽ trao cho ông xã Hari Won sau khi công khai sao kê. Trước điều này, Quang Vũ, anh ruột của Trường Giang cho rằng Trấn Thành làm rõ về số tiền trong tài khoản làm từ thiện với mong muốn lấy lại danh dự, còn về khoản tiền bạc thì không thiếu. Sĩ diện quan trọng hơn, xin Trấn Thành nói thiếu gì 50 tỷ. Trước đó, trong bài đăng công khai sao kê số tiền trong tài khoản làm từ thiện, MC Trấn Thành từng nhắc số tiền hàng chục tỷ trên. Theo đó, nam MC gửi lời cảm ơn đến vị khán giả đã có nhà ý tặng anh 50 tỷ đồng sau khi anh hoàn thành sao kê. Tuy nhiên, anh nói rằng mình không nhận mà bày tỏ mong muốn người kia gửi đúng số tiền như đã hứa vào quỹ từ thiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến vị khán giả đã có nhà ý tặng cho Trấn Thành 50 tỷ nếu tôi sao kê. Tôi nhận thấy ngoài kia xã hội còn rất nhiều người nghèo đang cần chúng ta giúp đỡ, nhất là trong lúc này. Nếu quý vị đã có thiện chí như vậy, xin hãy giúp Trấn Thành gửi vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trấn Thành thẳng thắn nhắn nhủ đến người đã tố mình. Về chuyện anh trai của Trường Giang cho rằng Trấn Thành thiếu gì 50 tỷ, điều này quả thật không ngoa khi soi khối tài sản khủng của nam ngôi sao hạng A sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Trấn Thành được biết đến là một gương mặt MC danh hài cực ăn khách của làng giải trí Việt suốt những năm qua. Tên tuổi của anh phủ sóng rộng khắp các chương trình truyền hình. Trấn Thành trở thành MC, giám khảo cũng như tham gia trong rất nhiều game show ăn khách của Việt Nam như Người ấy là ai, Rap Việt, Người bí ẩn, Thách thức danh hài, Nhanh như chớp nhí, Kỳ tài thách đấu, Siêu trí tuệ, Journeyman Việt Nam mùa 1. Trong quý đầu 2021, Trấn Thành cho ra mắt phim Bố Già do mình thủ vai chính và làm đạo diễn. Với doanh thu hơn 420 tỷ đồng khi chiếu tại Việt Nam, Trấn Thành được cho là thu về hơn 100 tỷ đồng. Theo phân tích của đạo diễn Võ Thành Hòa trước đó, chưa kể, Bố Già cũng đoạt được loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi được công chiếu ở các phòng rạp quốc tế. Trước đây, theo một nguồn tin, các xe của Trấn Thành trong mỗi tập của chương trình truyền hình là 30 triệu đồng. Ở những sự kiện tham gia, nam MC được trả khoảng 6.000 USD, tương đương với 140 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh cũng kiếm tiền được nhờ việc đắt show quảng cáo. Với thu nhập khổng lồ từ việc hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Chính vì điều đó, khán giả cũng có thể hiểu được Trấn Thành có điều kiện như thế nào. Không khó hiểu khi được người khác ngỏ ý trao tặng 50 tỷ đồng sau khi sao kê. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.